Chiều tối ngày 13 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương. Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, tỉnh này đã nâng 3 huyện từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, riêng thành phố Hồng Ngự đạt cấp độ 1. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12, Đồng Tháp đã ghi nhận 5.086 ca mắc mới. Riêng ngày 13 tháng 12, ghi nhận 740 ca mới, nâng tổng số lên 31.046 ca COVID-19. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã quyết định nâng các huyện Tháp 10, Lai Vung và thành phố Sa Đéc từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Riêng huyện Châu Thành đã thực hiện cấp độ 3 hơn 2 tuần qua. Có 7 huyện, thành phố có cấp độ 2 bao gồm Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Cao Lãnh. Hiện chỉ có thành phố Hồng Ngự thuộc cấp độ 1. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết tình hình dịch bệnh tại Đồng Tháp đang ngày càng diễn biến phức tạp số ca mắc và tử vong có xu hướng tăng do vậy ông đề nghị các ngành và các địa phương khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xuyên suốt mấy ngày qua số ca mắc liên tục tăng số ca tử vong cũng ở mức cao chủ trương của tỉnh rất nhanh rõ ràng thì các địa phương phải thực hiện nghiêm theo văn bản chỉ đạo của tỉnh trong tình hình mới cấp độ dịch tại các địa phương đã tăng lên do số ca nhiễm tăng nhanh nhưng việc kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Tổ chức Y tế Thế giới ngày 12 tháng 12 dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng Omicron lây lan mạnh hơn biến chủng Delta và làm giảm hiệu quả của vaccine, nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Biến chủng Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào đầu năm nay, hiện là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các ca mắc COVID-19 trên thế giới. Sau khi Nam Phi phát hiện biến chủng Omicron với số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy vào tháng trước, hàng loạt quốc gia đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nước ở khu vực phía nam châu Phi, cũng như siết chặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tính đến ngày 9 tháng 12, Omicron đã lây lan đến 63 quốc gia. Mức độ lây nhiễm nhanh hơn đã được ghi nhận ở Nam Phi và Anh, nơi Delta là chủng virus vượt trội. Theo WHO, dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron làm giảm hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan. Với dữ liệu hiện có, dường như Omicron sẽ vượt qua biến thể Delta tại nơi có lây nhiễm trong cộng đồng. Biến chủng Omicron cho đến nay chủ yếu gây ra các ca bệnh nhẹ hoặc các trường hợp không có triệu chứng, nhưng WHO cho biết dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng lâm sàng của biến chủng này. Omicron là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi hồi tháng trước. Kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chưa tới hơn 50 đột biến, trong đó hơn 30 đột biến gắn trên protein gai, cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan, né miễn dịch của virus. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Nam Phi đã báo cáo trường hợp nhiễm biến chủng Omicron cho Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 24 tháng 11. Các nhà sản xuất vaccine Pfizer, BioNTech tuần trước cho biết ba liều vaccine của họ vẫn có hiệu quả chống lại Omicron. Các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như Anh và Pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi thứ ba vaccine để chống lại Omicron. Các chuyên gia cảnh báo Omicron có thể trở thành biến chủng trội ở Anh vào cuối tháng này. Ở kịch bản tồi tệ nhất, số ca tử vong do COVID-19 ở Anh có thể tăng 75.000 người trong vòng 5 tháng tới. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một phiên bản tàng hình của biến chủng Omicron trong các mẫu xét nghiệm tại Nam Phi, Australia và Canada, song cũng có thể đã lây lan rộng hơn mà chưa được phát hiện. Phiên bản tàng hình có nhiều đột biến giống của Omicron nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm PCR. Mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải trình tự gen. Các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để khẳng định phiên bản mới của Omicron có cơ chế lây lan giống như Omicron, nhưng nó có sự khác biệt về mặt cấu trúc gen và do đó có thể có cơ chế hoạt động khác. Một số chuyên gia y tế cho rằng Omicron dễ lây lan hơn nhưng có thể không nghiêm trọng bằng Delta. Tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO nói rằng, dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng Omicron không gây ra các triệu chứng nặng hơn cho người bệnh khi nhiễm so với biến chủng Delta hay các chủng virus trước. Các nhà khoa học thuộc nhóm cố vấn khoa học các trường hợp khẩn cấp và nhóm khoa học về mô hình đại dịch cúm đã đưa ra cảnh báo về tình hình COVID-19 tại Anh. Các chuyên gia cho rằng Omicron có thể trở thành biến chủng trội ở Anh vào cuối tháng này kể cả ở kịch bản ít tồi tệ nhất, làn sóng COVID-19 mới do Omicron gây ra có thể kéo theo 175.000 người nhập viện và 25.000 người tử vong vì COVID-19 ở Anh trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Ở kịch bản tồi tệ nhất, số ca tử vong do COVID-19 ở Anh có thể tăng 75.000 người trong vòng 5 tháng tới. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Anh tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Số ca nhiễm biến chủng Omicron cũng bắt đầu tăng nhanh kể từ khi Anh phát hiện ca đầu tiên hồi cuối tháng trước. Theo số liệu của cơ quan y tế Anh, trong ngày 11 tháng 12, nước này có thêm 633 ca nhiễm Omicron mới, nâng tổng số người nhiễm biến chủng siêu đột biến này tại Anh lên gần 2.000 ca. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, giới chức nước này ước tính số ca Omicron thực tế cao hơn 20 lần so với báo cáo. Nếu vậy, Anh có thể đã có hàng chục nghìn ca nhiễm Omicron cùng ngày, Anh ghi nhận hơn 54.000 ca COVID-19 mới và 132 ca tử vong. Tiến sĩ Nick Davis, thuộc Trung tâm về Bệnh truyền nhiễm và lập mô hình tại London cho biết, đây là những dự đoán ban đầu, nhưng nó cho thấy Omicron đang trên đà vượt Delta bằng cách né miễn dịch do vaccine tạo ra. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Omicron sẽ có thể chiếm một nửa số ca nhiễm mới ở Anh vào cuối tháng 12 này. Nghiên cứu của nhóm chuyên gia cũng chỉ ra tiêm vaccine mũi tăng cường giúp làm tăng mức độ bảo vệ trước biến chủng Omicron, giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hay tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo giới chức Anh nên tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch như hạn chế các sự kiện đông người trong môi trường khép kín, đóng cửa các cơ sở giải trí, hạn chế hội họp đông người, khuyến khích làm việc tại nhà. Theo họ, các biện pháp này có thể giúp Anh tránh được 53.000 ca nhập viện và 7.600 ca tử vong. Trong khi đó, Giáo sư Paul Hunter thuộc Đại học Đông Anglia cho rằng các dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, một yếu tố mấu chốt là mức độ nghiêm trọng của Omicron so với Delta. Mặc dù chúng ta vẫn cần vài tuần nữa để khẳng định chắc chắn, nhưng các tín hiệu từ Nam Phi cho thấy Omicron gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn Delta. Chuyên gia này nhận định thêm, nếu Omicron thực sự ít nghiêm trọng hơn, các mô hình dự đoán này đang thổi phồng số ca nhập viện và tử vong về phía chính phủ anh thủ tướng boris johnson hồi đầu tuần đã thông báo triển khai kế hoạch b với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để kiềm chế sự lây lan của omicron kế hoạch b yêu cầu người dân chuyển sang hình thức làm việc từ xa đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sử dụng hộ chiếu vaccine theo VN Express, khi mới được phát hiện, Omicron khiến giới khoa học lo ngại có thể làm trầm trọng thêm đại dịch COVID-19. Tới nay, dữ liệu cho thấy động lực của biến thể này không cao, hầu hết các triệu chứng ở thể nhẹ. Ở Anh, các ca Omicron đang tăng nhanh hơn cho thấy biến thể này gây tăng khả năng tái nhiễm cao, tuy nhiên chưa ghi nhận ca tử vong. Các nhà chuyên môn đã tăng cường nỗ lực để tìm hiểu Omicron sau khi biến thể này được Tổ chức Y tế Thế giới về WHO xếp vào nhóm gây lo ngại biến chủng Omicron được gọi là B1.1.529 bao gồm nhiều đột biến có khả năng lây lan và tạo khả năng chống lại hệ miễn dịch. Dù vậy, hiện chỉ có một số ít ca nhập viện liên quan đến Omicron, các triệu chứng được cho là lành tính hơn so với Delta. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã đưa ra những dấu hiệu thường gặp nhất sau khi nhiễm Omicron. Theo đó, ho là biểu hiện phổ biến nhất, xuất hiện ở 98% những người bệnh. Các nhà nghiên cứu Nam Phi mô tả đó là những cơn ho khan kèm theo ngứa ngáy cổ họng. Các triệu chứng dự kiến sẽ nhẹ hơn ở những người đã tiêm vaccine và từng nhiễm SARS-CoV-2 so với những người chưa chủng ngừa, báo cáo viết. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cẩn trọng cho rằng đặc điểm của các trường hợp được mô tả trong báo cáo có thể chưa khái quát được hết thực tế, kết luận dựa trên 43 ca nhiễm Omicron. Chỉ có 7% đối tượng khảo sát không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ, 93% còn lại có dấu hiệu bệnh. Các tác giả cảnh báo, ngay cả khi hầu hết các ca bệnh là nhẹ, một đột biến có khả năng lây truyền cao vẫn có nguy cơ dẫn đến quá tải cho hệ thống y tế. Ba triệu chứng phổ biến nhất là ho 89%, mệt mỏi 65%, nghẹt mũi và chảy nước mũi 59%, khó thở 16%, tiêu chảy 11% và mất vị giác hoặc khứu giác 8% cũng nằm trong danh sách. Cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy biến thể Omicron tránh xa được sự bảo vệ của vaccine. Tuy nhiên các nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về tác động của các đột biến lớn. Phân tích ban đầu về chủng này đã làm dấy lên lo ngại vaccine kém hiệu quả hơn đối với omicron. Một số chuyên gia y tế và các hãng dược đã cảnh báo hai liều vaccine không đủ để bảo vệ mọi người khỏi biến thể. Tuy nhiên, liều tăng cường có thể ngăn khoảng 75% nguy cơ nhiễm covid-19 có triệu chứng. Theo Vietnamnet, các triệu chứng của omicron dường như nhẹ hơn so với các biến thể virus sars-cov-2 trước đó. Giới khoa học nhận định đây là kết quả của sự đột biến. Theo đó, Omicron đã lấy một đoạn vật liệu di chuyển từ virus khác, có thể là một loại virus cảm thông thường. Theo nghiên cứu của tác giả Venki Sorarazin ở Mỹ đứng đầu, đột biến này có thể đã xảy ra trong một tế bào có khả năng chứa SARS-CoV-2 và virus cảm thông thường. Điều này có nghĩa là virus lây truyền dễ dàng hơn trong khi chỉ gây ra bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời khẳng định chắc chắn liệu omicron có dễ lây nhiễm hơn các biến thể khác gây ra bệnh nặng hơn hay vượt qua delta để trở thành biến thể phổ biến nhất hay không đặc điểm mới của omicron là kết quả của sự tái tổ hợp virus đó là quá trình hai loại virus khác nhau trong cùng một tế bào chủ tương tác khi tạo ra bản sao mới có một số gen từ cha mẹ Trình tự gen tương tự xuất hiện lần đầu ở một loại virus corona gây cảm lạnh ở người được gọi là HCoV 229E và trong virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV gây ra bệnh AIDS. Các nhà khoa học Nam Phi trước đó đã đưa ra quan điểm Omicron có thể xuất phát từ cơ thể của một người có hệ miễn dịch bị ảnh hưởng bởi HIV hoặc một tình trạng suy giảm miễn dịch nào đó. Những dữ liệu ban đầu ghi nhận, bệnh nhân Omicron đều có các triệu chứng nhẹ, phổ biến nhất là ho, nghẹt mũi và mệt mỏi. Biến thể phát hiện lần đầu ở Nam Phi đã lây ra khoảng 60 quốc gia vào vùng lãnh thổ nhưng chưa có ca tử vong.